Ngày 4 tháng 6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố tháng 6 năm 2018. Đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo hội nghị. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tháng 5. Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đều đạt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo. Hiện thành phố đang tập trung quản lý các hoạt động khai thác, vận chuyển than, khoáng sản trên các tuyến đường nội thành, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng một triệu cây hoa giấy tại các tuyến đường, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động trình trang đô thị, đặc biệt tại các tuyến phố mẫu trên địa bàn phường Quang Trung và hai cửa ngõ ra vào thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng không gian đô thị, thu hút các nhà đầu tư, tiến tới thành phố sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài, đấu nối với tuyến tránh phía Nam dài 1,8 km, tiếp tục thu hút phát triển dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc trưng. Buổi gặp mặt đã tiếp nhận 6 ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư các lĩnh vực mới, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ phát triển ổn định. Giải đáp ý kiến của các doanh nghiệp, trong đó có vấn đề kéo dài thời gian cấp giấy phép hoạt động cho xe vận chuyển than, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu các đơn vị thực hiện đăng ký vào đầu tháng theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình vận chuyển than phải đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông. Đối với các ý kiến còn lại, đồng chí khẳng định trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh phát biểu chỉ đạo đồng chí trần văn lâm tỉnh ủy viên bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố khẳng định trong thời gian tới các cấp ủy đảng chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh song song với đó thành phố sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường tiến tới đưa các doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến môi trường sống ra xa khu vực đông dân cư Đối với doanh nghiệp, đồng chí đề nghị cần chủ động các giải pháp chiến lược phát triển lâu dài, chuyển đổi ngành nghề, đổi mới phương thức công nghệ sản xuất, hình thức quản trị doanh nghiệp, bắt kịp xu hướng hội nhập, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Quan điểm của thành phố ưu tiên hàng đầu cho doanh nghiệp phát triển nhưng không ưu tiên với bất kỳ giá nào. Thành phố chỉ ưu tiên tạo mọi điều kiện đối với các doanh nghiệp đổi mới khoa học công nghệ, mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nhất là có công nghệ thân thiện với môi trường cũng tại hội nghị cộng đồng các doanh nghiệp đã được nghe đơn vị tư vấn thuyết trình dự án xây dựng tuyến đường trần hưng đạo kéo dài đấu nối với tuyến tránh phía nam một công trình quan trọng góp phần phát triển mở rộng không gian đô thị thành phố theo hướng hiện đại